Đây là một chi tiết có thể bạn đã bỏ qua. Sau khi Spider-Man No Way Home kết thúc, Peter Parker của Tom Holland hiện tại mới 18 tuổi mà cậu đã phải trải qua nhiều điều tồi tệ hơn hai người tiền nhiệm trước. Năm 14 tuổi, Peter bị nhện cắn và mất đi người chú của mình. Vài tháng sau, với sự giúp đỡ của Tony Stark, Peter đối đầu với Captain America, đánh bại cả Falcon lẫn The Winter Soldier. Năm 15 tuổi, cậu đã phải đối mặt với phản diện đầu tiên là Vulture. Năm 16 tuổi, cậu đối mặt với mối hiểm nguy lớn nhất của vũ trụ là Thanos, sau đó bị bay màu suốt 5 năm. Sau khi trở lại chưa được bao lâu, cậu chứng kiến cái chết của người đã từng dẫn dắt mình. Ngay sau đó, Peter tiếp tục phải đối đầu với Mysterio, kẻ lợi dụng sự đau buồn của Peter về Tony Stark để thao túng cậu. Năm 17 tuổi, Peter mất đi dì May, người thân duy nhất còn lại của mình. Cuối cùng, cậu phải hy sinh toàn bộ quá khứ của mình để cứu lấy đa vũ trụ. Hiện tại, Peter Parker chỉ là một đứa trẻ và không có gia đình hay bạn bè ở bên.